Vào hồi tháng 10 năm 2023, hãng Skoda đã chính thức vén màn thế hệ mới của dòng xe Koenigsegg tại thị trường châu Âu. Sau một năm, mẫu SUV hạng trung này đã được lên lịch ra mắt thị trường Việt Nam. Theo đó, Skoda Koenigsegg 2025 sẽ chính thức trình làng ở Việt Nam vào tháng 10 tới, tại triển lãm ô tô Việt Nam VMS 2024. Đây là lần đầu tiên dòng xe này có phiên bản mới ở thị trường Việt Nam, sau khi được giới thiệu vào hồi tháng 9 năm ngoái. Theo thông tin ban đầu, Skoda Koenigsegg 2025 tại Việt Nam sẽ vẫn dùng hai tùy chọn động cơ xăng như cũ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.4 lít, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 2 lít với công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 320 Nm. So với phiên bản cũ, động cơ này mạnh hơn 10 mã lực. Sức mạnh được chuyển tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Trong khi đó, cả kích thước và thiết kế của Skoda Koenigsegg 2025 đều được nâng cấp. Kích thước dài rộng cao của xe lần lượt là 4.758mm, 1.864mm, 1.657mm và chiều dài cơ sở 2.791mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 61mm, hẹp hơn 18mm, thấp hơn 24mm trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên. Bên ngoài, mẫu SUV cỡ D này sở hữu thiết kế tiến hóa so với thế hệ cũ thay vì lột xác hoàn toàn. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Modern Solid, xe giữ lại một số chi tiết đặc trưng của thương hiệu Skoda, như lưới tản nhiệt với những nan nằm dọc hay cụm đèn trước hai tầng. Bên cạnh đó là những chi tiết mới như đèn pha đèn hậu, cản trước sau và vành la răng. Đèn pha của xe là loại LED ma trận toàn phần với 36 module, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo, dễ sắc sảo hơn và kéo dài xuống bên dưới, tạo thành hình chữ T. Trong khi đó, đèn hậu được bổ sung tạo hình chữ C mới bên trong. Xe có thêm nhiều loại vành la răng mới với đường kính 20 inch. Bên trong Skoda Koenigsegg 2025 là không gian nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản và hiện đại hơn trước. Tại đây, xe được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12.9 inch mới, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit 10.25 inch và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Tuy có thêm màn hình lớn hơn nhưng mẫu xe này vẫn giữ lại những phím cơ học bên trong nội thất. Trong khi đó, cần số được chuyển từ cụm điều khiển trung tâm lên phía sau vô lăng, tương tự đối thủ Hyundai Santa Fe thế hệ mới. Sự thay đổi này giúp giải phóng không gian ở cụm điều khiển trung tâm, mang đến ngăn chứa đồ rộng rãi hơn giữa hai ghế trước. Chưa hết, xe còn có ngăn chứa đồ mới dành cho hành khách phía sau, ngăn mát để sạc điện thoại không dây, khoang hành lý linh hoạt, và cửa bên ghế lái tích hợp hộc để ô theo phong cách xe siêu sang Rolls-Royce. Thể tích khoang hành lý của xe đạt 340 lít hoặc 845 lít nếu gập hàng ghế sau. Hiện giá bán của Skoda Koenigsegg 2025 tại thị trường Việt Nam chưa được công bố. Phiên bản cũ của xe đang được bán với giá từ 1 tỷ 189 triệu đến 1 tỷ 409 triệu.